Alo, xin chào vị thính giả. Chào chương trình, xin chào bác sĩ ạ. Vâng. Không biết rằng là vị thính giả nữ của chúng ta có điều gì muốn được thầy thuốc ưu tú bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải tư vấn đây ạ. Alo. Dạ. Vâng. Vâng, em chào bác sĩ ạ. Vâng ạ, mời chị trao đổi đi ạ. Vâng, em muốn hỏi bác là đến gần một tháng nay hai cái ống chân của em nó cứ ngủ đến khoảng 1-2 giờ sáng là nó rức ở hai ống chân ấy. Em hỏi bác thế là em bị bệnh gì ạ? Dạ vâng, trước hết tôi hỏi chị năm nay bao nhiêu tuổi chị nhỉ? Em năm nay 49 tuổi rồi ạ. Vâng, bạn 49 tuổi rồi, kinh nguyệt còn không? Em sạch được 1 năm rồi ạ. À, bạn đã mãn kinh rồi. Bạn biết là phụ nữ thì ở cái độ tuổi tiền mãn kinh cũng như giai đoạn mãn kinh thì cái sự suy giảm của đột ngột của các nội tiết tố estrogen ảnh hưởng đến rất nhiều những vấn đề, mà trong đó những vấn đề bệnh lý về xương khớp có thể gây tình trạng loãng xương. Bệnh lý về xương khớp, tôi nghĩ rằng cái đầu tiên bạn cũng cần phải đi xem là đo xem cái tình trạng loãng xương của bạn như thế nào. Và nếu là bạn em đo ở trên Việt Nhật rồi ạ, không bị loãng xương ạ. Nếu mà cái tình trạng xương của bạn không có vấn đề, không bị loãng xương thì tôi nghĩ rằng là ví dụ như là bạn có thể uống thuốc bằng những cái thuốc ví dụ như là từ thảo dược, từ đông y. Thì trong cái thuốc đó có những thuốc bổ thận, tất nhiên bác sĩ cần phải khám để xem là bổ thận đó là bổ thận dương hay bổ thận âm. Nhưng mà trong cái thận âm hư thì cũng có cái triệu chứng nhức ở trong cái ống xương kèm theo ví dụ như là táo bón, rồi người háo khát, rồi khát nước. Với triệu chứng của nhiệt, rồi âm hư thì sinh nội nhiệt, thì bác sĩ cho những cái bài thuốc bổ thận âm. Tôi nghĩ rằng tùy theo cái tình trạng của bạn mà bác sĩ cho một đơn điều trị phù hợp. Tôi nghĩ rằng bạn có thể hỗ trợ bằng khám điều trị bằng đông y được, bởi vì là khi sử dụng các cái thuốc bổ thận như vậy cũng phù hợp với cái giai đoạn này, bởi vì là khi bạn giai đoạn này, cái giai đoạn suy giảm nội tiết tố của bạn mà đông y sử dụng các thuốc bổ thận thì cái tạng thận này nó cũng chủ về sinh dục, phát dục cho cơ thể, nó cũng hỗ trợ cho bạn rất nhiều trong cái giai đoạn này bạn nhé. Vâng vâng. Thế em có thể dùng được thuốc gì hả bác? Đông y. Mà cái thuốc đông y thì bạn phải đi khám, bác sĩ sẽ khám cụ thể. Đấy là tôi ví dụ thôi, ví dụ như sử dụng các cái thuốc bổ thận âm trong trường hợp âm hư, sinh nội nhiệt thì cũng có cái triệu chứng nhức ở trong xương. Vâng. Vâng, em cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình.